Sáng nay Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tổ về dự án luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang cũng đã có những ý kiến góp ý cho nội dung này. Hậu Giang xác định tiếp tục phát triển giống lúa Hậu Giang 2 và sẽ góp phần vào việc xây dựng thương hiệu gạo Việt trong thời gian tới. Đó là nội dung được lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang khẳng định trong phần trả lời phỏng vấn của phóng viên đài ngày hôm nay. Thiếu sách dạy an toàn giao thông trong nhà trường khiến học sinh khó nắm bắt luật giao thông. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay của Truyền hình Hậu Giang, thứ ba ngày 27 tháng 10. Tiếp tục chương trình kỳ họp Quốc hội thứ 10 vào chiều nay, các đoàn đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận tổ. Theo đó, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang có buổi thảo luận tổ cùng với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa về nội dung dự án luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng. Tại đây, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang cũng đã có những ý kiến góp ý cho những nội dung liên quan. Tại buổi thảo luận họp tổ, đa số đại biểu thống nhất việc xây dựng luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên chức quốc phòng đáp ứng mục tiêu yêu cầu để đảm bảo an ninh, mục đích xây dựng quân đội ta chính quy tinh nhuệ. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần có những mục quy định rõ ràng hơn, như trong điều 8 của dự thảo, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, những điều được làm và không được làm cần rõ ràng hơn. Nam nữ là 52 tuổi. Theo tôi đề xuất với ban soạn thảo là nếu cấp quý thì nam nữ nên 50 tuổi vừa, tại vì nếu 50 tuổi thì có thể phấn đấu, nếu lên được thiếu tá thì sẽ nâng tuổi lên nữa. Còn thiếu tá thì 52, trung tá thì 54 và thượng tá thì 56 nam. Còn cái kia thì nam nữ thì bằng nhau. Như vậy thì để nó trong cái chỉ huy điều hành với làm việc của nó cũng có cái kế cận kế thừa để mà tạo nguồn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý cần phải xem xét hoạt động đặc thù và luật này phải đặt trong mối quan hệ giữa các luật và một số quy định về phân cấp phân hàm cần cụ thể rõ ràng hơn. Nhằm đảm bảo cho việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 về lĩnh vực y tế, sáng nay, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cùng các sở ngành liên quan đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện bảo hiểm y tế tại xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, xã Lương Tâm của xã Thuận Hòa của huyện Long Mỹ. Qua kiểm tra, đến thời điểm này, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế của ba xã đạt rất thấp. Xã Thuận Hòa chỉ đạt hơn 50%, xã Long Trị A trên 42%. Và thấp nhất là xã Lương Tâm chỉ hơn 38%. Trong khi kế hoạch mà các xã đề ra là phấn đấu đến cuối năm 2015 phải đạt 65%. Nguyên nhân chính mà lãnh đạo các xã đưa ra là do bảo hiểm y tế thay đổi hình thức từ cá nhân sang hộ gia đình. Mức thu bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tăng lên và thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ tại cơ sở chưa niềm nở, khiến cho nhiều người ngán ngại tham gia. Theo lộ trình, đến cuối năm 2015, tỉnh phải có 70% dân số tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. Và đến năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế phải đạt 84,3%. Vì thế, để kịp thời giải quyết những khó khăn, ông Đồng Văn Thanh chỉ đạo các đơn vị cần tập trung chấn chỉnh tác phong của đội ngũ ngành y. Các cơ quan đoàn thể cần phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó trọng tâm là ở các nhóm đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh sinh viên, cán bộ ở cơ sở, thân nhân gia đình cán bộ để sớm hoàn thành mục tiêu trên. Với hơn 85.000 trường hợp vi phạm khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển từ năm 2008 đến nay đã cho thấy mức độ gia tăng của hành vi vi phạm pháp luật này. Nhằm tăng cường sự quản lý của nhà nước cũng như là lập lại trật tự kỷ cương về hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển, chiều nay, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành trên cả nước. Về phía Hậu Giang có ông Lữ Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh tham dự. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138, cả nước hiện có hơn 2 tỷ mét khối cát, sỏi, tập trung nhiều ở các sông như sông Đà, sông Lô, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu. Do đây là loại khoáng sản dồi dào, dễ khai thác và không cần đầu tư nhiều, nên tình trạng khai thác trái phép diễn ra thường xuyên và có chiều hướng phức tạp. Cả nước chỉ có khoảng 900 doanh nghiệp được cấp giấy phép khai thác,
nhưng chỉ có hơn 400 doanh nghiệp có giấy phép còn hiệu lực. Về bến bãi tập kết cát sỏi, có hơn 500 bến được cấp phép. Phần lớn các bãi tập kết là không phép, vận chuyển không đúng quy định, gây sụp lún các công trình xây dựng, đường xá. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 138 cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về luật khoáng sản và chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tác hại của hoạt động khai thác cát trái phép. Đặc biệt, sẽ xử lý nghiêm về các đối tượng hoạt động khai thác cát, sỏi, trái phép. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tốt cho vụ lúa đông xuân 2015-2016, người nông dân không những làm tốt khâu vệ sinh đồng ruộng mà còn phải chọn những loại giống lúa có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, có thể kháng được các loại dịch hại và đặc biệt là nâng cao được năng suất lúa. Thông tin từ Quyền Châu Thành A và Quyền Dư Thủy. Dự kiến vụ lúa đông xuân năm nay, toàn Quyền Châu Thành A gieo xạ 8.400 ha. Hiện các hợp tác xã và nông dân trên địa bàn đã chuẩn bị hơn 1.100 tấn lúa giống. Bên cạnh đó, toàn quyện còn có hơn 20 điểm bán lúa giống đáp ứng nhu cầu lúa giống cho nông dân. Vụ đông xuân này có khoảng 5.000 hecta được nông dân chọn giống chất lượng cao theo ngành nông nghiệp khuyến cáo như UM5451, UM4218, UM9607, AGBBS 140. Tuy nhiên, qua khảo sát thì số lượng người dân sử dụng giống lúa IR50404 trong vụ này lên đến hơn 40% diện tích. Quyền Như Thủy hiện có 18 hợp tác xã nông nghiệp, 30 tổ hợp tác, trong số đó có 27 tổ liên kết sản xuất lúa giống với tổng diện tích trên 500 ha. Qua đó đã cung cấp cho thị trường trên 2.200 tấn lúa giống chất lượng các loại và đáp ứng đủ cho diện tích sản xuất lúa trên địa bàn. Vụ đông xuân 2015-2016, cơ cấu giống lúa được nông dân lựa chọn nhiều nhất hiện nay là UM5451, UM4218, UM4900, RVT và 25-30% diện tích nông dân sử dụng giống IR50404 cấp xác nhận. Như vậy thì thời điểm hiện tại Hậu Giang cơ bản đảm bảo giống lúa phục vụ cho các đợt gieo xạ vụ đông xuân này. Đáng phấn khởi là toàn tỉnh có trên 60% diện tích được nông dân chọn lúa chất lượng cao để xuống giống. Tuy nhiên, giống lúa Hậu Giang 2 mà tỉnh đã đăng ký nhãn hiệu cũng là một giống lúa chất lượng cao nhưng lại không được nông dân chọn để gieo xạ, bởi có những hạn chế và đặc tính của giống và khó tìm đầu ra. Như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự tối qua, thì để tiến tới việc phát triển thành công một thương hiệu lúa gạo là cả một quá trình. Vậy thời gian tới, ngành nông nghiệp có thể có kế hoạch đầu tư phát triển cho giống lúa này như thế nào để góp phần vào việc xây dựng thương hiệu gạo Việt? Phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ thưa ông, thì hiện tại thì giống lúa Hậu Giang 2 đã được công nhận nhãn hiệu. Tuy nhiên có một thực tế là Hậu Giang vẫn chưa phát triển được giống lúa này đại trà. Vậy thì ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào ạ? Trong vấn đề này thì thời gian qua nó cũng có một số cái vấn đề là nhược điểm của cái Hậu Giang 2. Ví dụ như là cái thời gian sinh trưởng của nó có dài hơn so với những giống khác. Rồi cái thứ hai nữa là cái vỏ nó thì còn hơi dày. Do đó để mà khắc phục những cái hạn chế của một cái giống nào đó thì là đòi hỏi phải có thời gian. Thì trong quá trình này thì đòi hỏi là cái chỗ cái phần kinh phí phải có. Thưa ông, thì vấn đề xây dựng thương hiệu gạo đang được ngành nông nghiệp quan tâm. Như vậy thì trong thời gian tới thì Hậu Giang sẽ tiếp tục đầu tư phát triển giống lúa Hậu Giang 2 này hay là ngưng phát triển để mà chọn giống lúa khác phù hợp hơn thưa ông? Nói chung là chúng ta đã chọn đúng rồi. Tức là mỗi tỉnh thì nó có cái đặc thù riêng của nó và mỗi vùng thì nó cũng có những cái điều kiện thổ nhưỡng khác nhau. Thì đối với Hậu Giang là vẫn khẳng định là tiếp tục là nhân rộng cái mô hình giống lúa Hậu Giang 2 này thì chúng ta cũng tiếp tục. Và làm như vậy là thứ nhất là chúng ta sẽ tạo được cái thương hiệu gạo cho Hậu Giang chúng ta. Và cái thứ hai nữa là từng bước chúng ta sẽ khắc phục dần những cái hạn chế mà hiện nay nó đang gặp phải. Bởi vì trên cơ sở chúng ta chỉ mới tiếp nhận cái đề tài, do đó cần phải có thời gian. Thì hiện nay là chúng tôi đang trong cái thực hiện cái tái cơ cấu. Thì trong tái cơ cấu đó thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện những vấn đề mà những cái sản phẩm chủ lực của Hậu Giang chúng ta đã có. Cái thứ nhất là chúng ta có cái lợi thế là đã có nhãn hiệu. Thì từ cái nhãn hiệu này là chúng ta sẽ phát lên từng bước trở thành là những cái thương hiệu và những cái đặc sản của từng vùng miền riêng biệt.
Vâng, thưa ông, thì cũng liên quan đến vấn đề xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam này. Như vậy thì Hậu Giang đã có những kế hoạch như thế nào để góp phần thực hiện thắng lợi dự án này thưa ông? Thì bây giờ hiện nay là Bộ Nông nghiệp cũng đang là chủ trương để mà thành lập có cái thương hiệu so với các nước. Thì là trong đó là Hậu Giang chúng ta cũng sẽ đăng ký với Bộ vẫn là Hậu Giang 2, vì mình đã có cái nhãn hiệu rồi, thì đây là cái địa danh của mình là Hậu Giang 2 rồi, thì là mình vẫn giữ cái quan điểm của Hậu Giang 2. Đây là cái vấn đề là nhiều tỉnh thành khác nhau, tuy nhiên là đó là cái sự chọn lọc chung của Bộ, thì coi như nó như thế nào thì chúng ta cũng chưa khẳng định bây giờ có được đưa vào cái danh sách của Bộ hay không, nhưng mà sau khi là được thống nhất với Bộ Nông nghiệp thì chúng ta sẽ tiếp tục phát huy và ứng dụng trong cái thời gian tới. Dân xin cảm ơn ông đã dành cho Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Những nội dung đáng chú ý tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay: huyện Châu Thành triển khai nhiều giải pháp ứng phó với đợt triều cường dân được dự báo là cao kỷ lục tới 1m6. Thiếu sách dạy an toàn giao thông trong nhà trường khiến học sinh khó nắm bắt luật giao thông. Vấn đề là cái thị trường cũng không có bán được rộng rãi, và khi mà đăng ký mua theo cái hệ thống của nội bộ giáo dục đó thì cũng rất là khó, là cái số lượng thì cung cấp cho các em cũng không đủ. Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội tổ chức hội thảo quốc gia về quy hoạch đô thị chống ngập thích ứng với biến đổi khí hậu với sự tham gia của các chuyên gia về biến đổi khí hậu, đại diện lãnh đạo sở ban ngành các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Về phía tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Đương Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tham dự. Theo đánh giá, Việt Nam là một nặng nề do biến đổi khí hậu toàn cầu. Trong đó, đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba vùng đồng bằng dễ bị tổn thương trên thế giới. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia về biến đổi khí hậu đã chia sẻ và thảo luận các vấn đề liên quan đến kinh nghiệm xây dựng khả năng chống chịu ở đô thị tại Việt Nam, đặc biệt là giải pháp quy hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu ở Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, như rà soát xem xét lại các quy hoạch xây dựng trong vùng. Việc thích ứng với biến đổi khí hậu cần được kết hợp giữa các giải pháp công trình và phi công trình và phải được cân nhắc kỹ lưỡng, ưu tiên sử dụng các giải pháp xanh thân thiện với môi trường cũng như tái sử dụng nước. Cũng theo các chuyên gia, đồng bằng sông Cửu Long tình trạng sụp lún đang diễn ra nhanh hơn dự đoán, mà nguyên nhân chính là do khai thác nước ngầm quá mức, mưa giảm và lượng phù sa bị các đập thủy điện chặn dòng. Chính vì thế mà các chuyên gia cũng đưa ra ý kiến cần xử lý nước và bơm xuống mạch nước ngầm. Thưa quý vị, việc ngập ở các đô thị khi triều cường dâng cao không còn là chuyện mới. Tình trạng này sẽ còn phức tạp hơn khi theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào ngày 28 đến 29 tháng 10 tới, mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh kỷ lục là 1m6. Hậu Giang cũng là một trong những địa phương cũng sẽ chịu ảnh hưởng trong đợt triều cường dân này. Để ứng phó với tình hình trên, thì huyện Châu Thành cũng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp chủ động ứng phó. Để chủ động trong việc ứng phó với triều cường sắp diễn ra, ngoài việc khắc phục xong các điểm sạt lở, bà con nhân dân còn tu sửa đê bao, cống đập xung yếu. Đến nay tại 23 tuyến sông có thể bị ngập úng cục bộ, được bà con nhân dân xây dựng đê bao cao khoảng 30cm nhằm phòng tránh nước dâng ảnh hưởng đến vườn cây ăn trái. Bên cạnh đó, từ nguồn kinh phí, địa phương cũng đã tiến hành nâng cấp 4 tuyến đê bao bằng cơ giới với chiều dài trên 10km, ước tổng kinh phí thực hiện hơn 7 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng. Thì đối với ngành ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện thì cũng đã sẵn sàng trực 24/24 tại phòng nông nghiệp, cũng như là đã phân công các đồng chí phụ trách địa bàn cũng thường xuyên xuống địa bàn cùng với chính quyền địa phương khảo sát những nơi xung yếu để vận động người dân những nơi nào có nguy cơ là nước tràn sạt lở, thì vận động người dân là nâng cấp đê bao thêm để mà ngăn lũ trong cái thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông, các địa phương và ngành chức năng cũng trong tỉnh cũng đã đưa ra nhiều giải pháp tuyên truyền. Trong đó, ở các trường cũng đã đưa tiết học an toàn giao thông vào giảng dạy. Tuy nhiên, học sinh vẫn khó nắm bắt những kiến thức về luật giao thông. Nguyên nhân xuất phát từ đâu? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Đây là một tiết học an toàn giao thông lớp 5 tại trường tiểu học thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy. Với kinh nghiệm dạy học hơn 10 năm của mình, cô Châu Thị Phúc đã có cố gắng đưa tranh ảnh cụ thể để làm lớp học sinh động hơn. Nhưng điều đó không làm học sinh nhớ lâu, vì hiện nay các em học sinh đang rơi vào tình trạng học không có sách. Thêm vào đó, quyển sách này đã được xuất bản hơn 10 năm nay, vì thế nội dung về cách dạy giao thông cũng không còn phù hợp với thực tế. Chương trình năm 2002 thì so với bây giờ thì tôi thấy có một số nội dung thì nó cũng không có phù hợp, tại vì cái giao thông bây giờ thì nó phát triển rất là nhiều, nhưng mà trong cái phần bộ sách dạy của hơn chục năm rồi thì chỉ nói tới cái phần giao thông đường bộ, còn đường thủy thì cũng chưa có nói gì hết. Thì trước đây thì được trang bị, có nghĩa là trên cấp xuống về cái bộ sách an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh. Thì trong một lớp gì là có bộ sách của giáo viên và khoảng 15 đến 20 em được trang bị sách giáo khoa. Nhưng mà qua thời gian cách đây khoảng 12 năm thì do học sinh bị thất lạc. Sách an toàn giao thông này hiện nay là ở huyện thì không có bán. Không biết ở tỉnh thì như thế nào. Còn các trường tiểu học tại trung tâm thành phố Vị Thanh cũng rơi vào tình trạng tương tự. Và trên thị trường cũng không có bán loại sách này. Vấn đề là cái thị trường cũng không có bán được rộng rãi. Và khi mà đăng ký mua theo cái hệ thống của nội bộ giáo dục đó thì cũng rất là khó, là cái số lượng thì cung cấp các em cũng không đủ. Và khi các em muốn cần mua thì các em phải vào những cái công ty sách thiết bị trường học của tỉnh để mua, và số lượng thì cũng không đủ để cho các em. Đây là một trong những quyển sách an toàn giao thông đang được đa số các trường giảng dạy hiện nay. Và chỉ có một số trường trong tổng số 169 trường có được quyển sách này. Bên cạnh đó, năm xuất bản giữa các trường là chưa có sự thống nhất về năm xuất bản. Có trường thì sử dụng bộ sách xuất bản năm 2002, có trường thì sử dụng bộ sách xuất bản năm 2004 và cũng có trường sử dụng bộ sách xuất bản năm 2014. Vào năm học 2014-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành bộ sách an toàn giao thông mới và đã được Sở Giáo dục tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện bộ sách an toàn giao thông gồm 5 quyển từ lớp 1 cho đến lớp 5 xuống các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai đang gặp khó do thiếu kinh phí. Ở cái khối mầm non, tiểu học thì tài liệu nó chưa có nhất quán ở từng năm học. Cũng xuất phát từ lý do là mỗi một năm chúng ta có một cái chủ đề về an toàn giao thông. Và như thế thì nó những năm sau thì khi sử dụng lại sách cũ thì nó sẽ lạc hậu. Thứ hai nữa là cái kinh phí mà thì chúng ta trang bị cái sách an toàn giao thông đến học sinh thì chúng ta không có cái loại kinh phí này. Chủ yếu là để mua sách an toàn giao thông để phục vụ với sách dùng chung và phục vụ giáo viên soạn giảng. Hiện nay, học sinh là đối tượng vi phạm luật giao thông đang có chiều hướng gia tăng. Vì thế, việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trên nhà trường là điều cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung này cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Truyền hình Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web hậugiangtv.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.